nam thanh niên tử vong trong lúc kéo co. Ngày 31 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông tử vong sau khi thi đấu kéo co. Theo đó, nạn nhân là anh Lê Văn Đê, 33 tuổi, thôn Điền Lý, xã Điền Lư. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay khi các thôn trong xã đang tham gia các hoạt động thể thao. Sau khi tham gia thi kéo co trận thứ hai cho đội Điền Lý giành chiến thắng, cả đội đang ăn mừng thì anh Đê ngã gục tại chỗ. Mặc dù được nhân viên y tế sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh Đê đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là anh Đê bị đột quỵ dẫn đến tử vong. Hiện, thi thể anh Đê đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.